anh. Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hiện tại Vinh đang có mặt tại mộ chú nghệ sĩ Vũ Linh. Và bây giờ là 2 giờ chiều thứ 7 ngày 15 tháng 4 năm 2023 của chú anh chị. Tại hiện tại bây giờ cũng chiều rồi, cũng rất là ít các cô chú đến thắp hương chú nghệ sĩ Vũ Linh của chú anh chị. À, hiện tại bây giờ trên bàn cúng của chú nghệ sĩ Vũ Linh là có bánh bía của chú anh chị với trái cây, với một giỏ trái cây rất là đẹp luôn của chú anh chị. Và đây là có giỏ hoa của chị Loan đem đến thắp hương chú nghệ sĩ Vũ Linh của chú anh chị. Đây là phần mộ của chú nghệ sĩ Vũ Linh của chú anh chị. Phía trước là có chị Loan đang đứng bên tấm hình của chú nghệ sĩ Vũ Linh của chú anh chị. Chị Loan là đến từ lúc sáng đó của chú anh chị. Bây giờ chị Loan cũng chưa có về của chú anh chị. Mộ chú nghệ sĩ Vũ Linh rất là đẹp luôn cô chú anh chị, rất là nhiều dòng hoa của các cô chú gửi đến thăm viếng chú nghệ sĩ Vũ Linh của chú anh chị. Còn phía trước thì có chị Loan đang đứng nhìn tấm ảnh của chú nghệ sĩ Vũ Linh của chú anh chị. Dạ em chào chị Loan. Dạ. Chị Loan rất là chu đáo luôn cô chú anh chị. Cứ đến ngày thứ bảy là chị Loan lại đến mộ của chú nghệ sĩ Vũ Linh và có mua hoa với bánh bía đến để thắp hương chú nghệ sĩ Vũ Linh của chú anh chị. Và lầu trên bàn cúng của chú nghệ sĩ Vũ Linh rất là sạch luôn cô chú anh chị. Nói chung là chị Loan rất là chu đáo luôn cô chú anh chị. Hiện tại cớ bên đây cũng có một giỏ hoa rất là đẹp luôn cô chú chị. Giỏ hoa này là cô chị Hồng Hạnh kính viếng cậu năm cô chú chị. Và đây là những tấm hình cô chú rất là đẹp luôn cô chú chị. Tấm hình cô chú được các cô chú ở xa gửi đến thăm viếng chú nghệ sĩ Vũ Linh của chú anh chị, rất đẹp luôn. Chị Loan thì cứ đến ngày thứ bảy là chị Loan lại xuống mộ chú nghệ sĩ Vũ Linh của chú anh chị và lau dọn rất là sạch sẽ, rất là gọn gàng luôn của chú anh chị. Và hiện tại bây giờ bên ngoài cũng có anh với chị cũng vừa đến để thắp hương chú nghệ sĩ Vũ Linh của cô chú anh chị. Và phía trước kia thì có ông anh cũng đang rửa những ngôi mộ cho nó sạch cho cô chú anh chị. Mấy ông anh cũng những ngôi mộ ở đây được mấy ông anh chăm sóc lâu rửa rất là sạch luôn cô chú anh chị. Không, để em lấy cái dĩa thức này. Cho thêm cái tình bông nữa không? Bông này bông núi mà. Và chị mặc đồ đen này là chị Loan đó cô chú anh chị. Chị Loan là bạn của ca sĩ Vân Hoàng Long đó cô chú anh chị. Cô rất là chu đáo luôn cô chú anh chị. Tuần nào thứ bảy tuần nào cũng xuống để lau dọn trên bàn cúng của chú nghệ sĩ Vũ Linh rất là sạch luôn cô chú anh chị. Và giờ thì có chị cũng đã vừa đến để thắp hương chú nghệ sĩ Vũ Linh của chú anh chị.
chị vừa đến bây giờ cũng đốt nhang để thắp hương chú là sĩ Vũ Linh của chú anh chị. Và kế bên thì cũng có anh chị cũng vừa đến của chú anh chị. Phía trước thì có ông anh giữ mộ, đang rửa lau những ngôi mộ được chôn cất tại nơi đây cô chú anh chị, rất là sạch sẽ luôn cô chú anh chị. Bây giờ là chị với con của chị đã đến thắp hương chú nghệ sĩ Vũ Linh của chú anh chị. Chị Loan rất là chu đáo luôn cô chú anh chị. Các cô chú đem trái cây đến viếng là chị Loan đem xuống để xếp lên gọn gàng xong rồi bỏ lên bàn cúng của chú anh chị. Thầy nói là chị Loan quá nhiệt tình luôn. Dạ. Tuần nào chị Loan cũng xuống hết thôi cô chú anh chị. Chị Loan tuần sau có khi nào xuống hai lần một tuần chị? À ngày nghỉ đúng không? À cũng ngày phát thôi đúng không? Dạ. Cứ đến thứ bảy là chị Loan lại xuống rồi cô chú anh chị. Bé ơi. Xuống. Bé. Con tên gì? Lâu dọn những tấm ảnh của chú là sạch với thanh bàn cúng của chú là sự Vũ Linh là sạch của chú. Và phía trước này có cô với con gái cô đang làm thắp hương của sự Vũ Linh của chú. Cô với em trai con của cô vừa đến của chú anh chị. Và đây cũng có chú cũng vừa đến ở thắp hương chú là sự Vũ Linh của chú anh chị. Rồi anh chị mình vào đất nhang đi. Chị Loan là cứ thứ bảy xuống là xuống buổi sáng của chú anh chị, xong rồi ở đến chiều là mới về lại Sài Gòn của chú anh chị. Chị Loan là ở Bình Tân của chú anh chị. Tôi đã không nổi. Chúc cho đoàn lại quý cô chú quý anh chị đang xem chương trình thật là thật sự vui hòa tốt học này. Chờ chúc mình không mẹ. Bây giờ là cả các chị đến thắp hương là chúng là từ Vũ Linh rồi quý chị. Còn phía bên ngoài kia thì giờ hiện tại bây giờ cũng có hai cô chú cũng vừa đến đó cô chú anh chị, đem một bó hoa rất là đẹp đến để thắp hương chú nghệ sĩ Vũ Linh cô chú anh chị. Đem bó hoa và bó nhang cô chú anh chị. Buổi chiều ngày hôm nay trên bàn cúng của chú nghệ sĩ Vũ Linh rất là nhiều trái cây luôn của chú anh chị. Bây giờ Vinh cũng xin phép cô chú anh chị và các bạn Vinh kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo nha. Và cô chú anh chị và các bạn cho Vinh xin một lượt đăng ký kênh để ủng hộ kênh của Vinh và cô chú anh chị.